Mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 1, Thủ tướng Pháp Elizabeth Bon đã từ chức, quyết định được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron sắp công bố một đợt cải tổ nội các mới. Trong một tuyên bố văn phòng Tổng thống Pháp xác nhận, bà Elizabeth Bon đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống và đã được chấp thuận. Văn phòng cho biết bà Bon cùng nội các sẽ tiếp tục phụ trách các công việc liên quan cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Tổng thống Macron đánh giá bà Bon đã thực hiện chức trách với lòng dũng cảm, sự tận tâm và tính quyết đoán. Bà Elizabeth Bon, 62 tuổi, được bổ nhiệm vào tháng 5 2022 và là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước Pháp. Theo nhận định của giới chuyên gia Pháp, một số ứng cử viên tiềm năng thay thế bà Bon có thể là Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Aptan, 34 tuổi, và Bộ trưởng Quốc phòng Sebastian Lecornu, 37 tuổi. Các nước EU hiện chưa cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine và nỗ lực này cần phải được tăng cường hơn nữa để đảm bảo an ninh cho QS. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua đã đưa ra tuyên bố này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với tân thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, người đang ở Thebelling, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh phần lớn các quốc gia trong liên minh cho EU hiện không cung cấp đủ vũ khí cho QS. Ngoài ra, Thủ tướng John cũng bày tỏ tin tưởng EU sẽ sớm thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của liên minh này vào ngày 1 tháng 2 tới. Trước đó, đề xuất này đã không thể đạt được đồng thuận do Hungary phủ quyết trong hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của EU trong năm 2023. Hôm qua, quân đội Israel xác nhận chiến dịch tấn công tại giải Gaza đã chuyển sang giai đoạn mới với cường độ thấp hơn. đồng thái trên diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm chấm dứt xung đột và ngăn xung đột lan rộng ra khu vực. Theo người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari, lực lượng này đã giảm quân số trên mặt đất và số lượng các cuộc không kích tại giải Gaza. Thông tin từ quân đội Israel được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Israel trong chuyến công du một loạt nước Trung Đông nhằm ngăn chặn các cuộc giao tranh đang lan rộng tại giải Gaza. Trước đó, tại Ả Rập út, ông Blinken cũng đã gặp đại diện cấp cao của Liên minh cho EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell và thảo luận về những nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột ở Gaza lan rộng. Bên cạnh cuộc gặp với Ngoại trưởng Blinken, ông Borrell đã có cuộc gặp Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Rishisi tại Riyadh. Hôm qua, lực lượng Taliban tại Pakistan đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom cùng ngày trước đó nhằm vào một xe cảnh sát ở tỉnh Tây Bắc Pakistan, khiến 6 cảnh sát thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Tuyên bố của nhóm Teres -e Taliban Pakistan thừa nhận nhóm này đã tiến hành vụ đánh bom chỉ vài giờ sau khi nhà chức trách địa phương triển khai chiến dịch tiêm phòng bại liệt đầu tiên trong năm 2024. Cảnh sát địa phương cho biết tỉnh Khyber Pakhtunkhwa từng là thành trì của nhóm Taliban nói trên. Mỹ liệt nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Kể từ năm ngoái, Pakistan đã chứng kiến sự gia tăng trở lại các cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến Hồi giáo sau khi lệnh ngừng bắn giữa chính phủ và nhóm Teres Taliban ở Pakistan đổ vỡ. Kể từ ngày 10 tháng 1, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng trở lại tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn Tây Ban Nha, trong bối cảnh dịch cúm bùng phát ở nước này cũng như tại nhiều nước ở châu Âu. Thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm bảo vệ bệnh nhân và nhân viên y tế tại tất cả các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Thông báo nhấn mạnh đeo khẩu trang là biện pháp bảo vệ hiệu quả đã được khoa học chứng minh và được cộng đồng hưởng ứng. Bộ này cũng đề xuất cho phép người dân tự chẩn đoán trong trường hợp mắc cúm nhẹ và nghỉ làm việc 3 ngày không cần giấy xác nhận của bác sĩ. Trước đó, các bác sĩ ở Tây Ban Nha đã cảnh báo tình trạng gia tăng số ca mắc cúm COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp khác. Tình trạng tương tự đang được ghi nhận tại nhiều nước châu Âu. Tại Italy, Viện Y tế Quốc gia cho biết, trong hai tuần cuối năm 2023, số ca mắc cúm và COVID-19 ở nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục, khoảng 17,5 ca trên 1.000 dân. Các công ty ở Thụy Sĩ đang đảm nhận vai trò tiên phong trong các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo. Đây là khẳng định mới được Giám đốc điều hành của Microsoft ở Thụy Sĩ đưa ra. Trong bài phát biểu, bà Hinkel cho biết Microsoft đã cung cấp trợ lý ảo AI Copilot cho các khách hàng Thụy Sĩ kể từ tháng 11 vừa rồi. Với hơn 200 công ty và doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng giải pháp của hãng này, công nghệ AI được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như tạo biên bản cuộc họp. Ngoài ra, Microsoft cho biết xác định một loạt nguyên tắc đạo đức áp dụng cho tất cả các hoạt động sử dụng AI của hãng, Huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đã từ giả cõi đời ở tuổi 78. Sự ra đi của ông mang tới nhiều thương tiếc cho giới mộ điệu. Theo xác nhận của gia đình Franz Beckenbauer đã từ giả cõi đời hôm ngày 7 tháng 1. Nếu như Pele được mệnh danh là vua bóng đá thì Franz Beckenbauer được gọi là hoàng đế. Ông là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất trong lịch sử đã chơi 582 trận cho Bayern Munich và vô địch giải đấu hàng đầu nước Đức với tư cách vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên. Những danh hiệu đáng chú ý của Franz Beckenbauer khi còn thi đấu là Quả bóng vàng thế giới 1972, Quả bóng bạc 1974, 1975, Quả bóng đồng 1966, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 1966, lọt vào đội hình tiêu biểu World Cup 1966, 1970, 1974 vào đội hình tiêu biểu FIFA năm 1968, giành quả bóng bạc World Cup 1974. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới ngày hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.